Nào, chúng ta bắt đầu nghe anh chị. Thì kỳ trước là tôi đã có trình bày về cái hệ thống lưu trữ của XML với cơ sở dữ liệu. Tại vì chúng ta đang bắt qua cái phần gọi là ứng dụng của XML. Cái môn học này thì nó có hai phần, một phần là những cái kỹ năng cơ bản lập trình trên XML, một phần xây dựng ứng dụng. Và cái phần xây dựng ứng dụng này thì nó dựa trên nền tảng là các anh chị đã học môn nhập môn công nghệ phần mềm. Chúng ta đã học thiết kế giao diện, đã học mô hình ba lớp, đã học về thiết kế xử lý, nhưng mà chúng ta làm với ADO. Còn trong môn này chúng ta sẽ thiết kế xử lý với lại XDO. Rồi chúng ta cũng đã học về cái chuyện lưu trữ, nhưng mà lưu trữ với cơ sở dữ liệu để sử dụng ADO. Thì trong môn này á, cái đoạn sau này thì nó sẽ gần gần như là một cái phần nâng cao lên, một cái phần mở rộng ra thêm của cái môn nhập môn công nghệ phần mềm. Và những bài tập ở trên cái phần này thì là nó cũng sẽ có liên quan cho đến lý thuyết, và nó có liên quan cho đến cái thực hành. Riêng cái phần lưu trữ XML với cơ sở dữ liệu thì là cái phần lý thuyết của nó thì không có phức tạp lắm, là chúng ta cũng giống như là cái thiết kế cơ sở dữ liệu vậy thôi, phải không ạ? Là chúng ta lưu trữ là lưu trữ hoàn toàn trên cơ sở dữ liệu, nhưng mà chúng ta truy xuất nó ra là trong cái XML. Thế thì là bây giờ là qua một tuần rồi, thì rồi thì là tôi có cái công việc, do đó rằng là chỉ trình bày được các anh chị một cách ngắn gọn, nhưng mà bản chất cái bài nó cũng ngắn, phải không ạ? Cái bài đó đó thì nếu mà trình bày một cách dài dòng ra mà nó không có cái phần minh họa thực hành đó thì nó cũng vô nghĩa, cũng rất là khó hiểu, phải không ạ? Thì tôi đã cố gắng tôi chuẩn bị một cái bài gọi là hỗ trợ thực hành. Ở trong đó thì nó gồm kể cả những cái kỹ năng cơ bản, kể cả là những cái phần mà minh họa cho cái việc lưu trữ XML với cơ sở dữ liệu theo cái mức độ đơn giản nhất có thể có, là mức độ ban đầu tiên là thuần túy là chỉ cơ sở dữ liệu mà chúng ta đọc ghi với XML. Rồi sau đó đó là tôi chuẩn bị sẵn về cái chuyện hình ảnh, phải không nào? Rồi các anh chị có thể tạo ra một cái phiên bản mà nó có hình. Trong đó thì là chúng ta có thể áp dụng những cái kỹ thuật về cái lưu trữ, tổ chức cái việc lưu trữ XML với cơ sở dữ liệu theo cái dạng gọi là chúng ta dùng riêng những cái hàm đọc ghi hình, hay là chúng ta tích hợp nó vào với một cái chuỗi hình một cái chuỗi hình. Thế thì là trong tuần vừa rồi thì là các anh chị đã có, tôi thấy là có một số người là cũng đã có làm được, 7 người thì cũng đỡ so với những cái người khác. Thì không biết là trong quá trình thực hành như thế, trong quá trình mà chúng ta làm việc như thế, thì là các anh chị còn có cái gì vướng mắc, còn có cái gì cần tôi giúp đỡ thêm, thì hôm nay là chủ yếu là chúng ta sẽ nói về cái bài tập nha. Các anh chị gửi cho tôi ý kiến đi ha.
Anh Trần Văn Bủ thì do anh học hai môn đồng thời một lúc thì cái bài tập thì nó là tương tự như nhau và nó bổ sung cho nhau rất là tốt, phải không ạ? Sao thì đối với cái người dùng á, thì họ chỉ quan tâm cho đến cái giao diện thôi, chứ còn cái công nghệ gì ở bên dưới lưu trữ bằng cái gì, dùng công nghệ nào xử lý họ không có quan tâm. Nhiệm vụ của chúng ta thì chúng ta là phải quan tâm là chúng ta biết làm nó được bằng cái này, biết làm được bằng cái kia, phải không ạ? Giống như chúng ta biết sử dụng nhiều ngôn ngữ á. Có những cái trường hợp thì nó tương tự như nhau, có những cái trường hợp thì cái loại công nghệ á, nó sẽ giúp cho chúng ta làm nhanh hơn rất nhiều, hoặc là nếu mà nó thích hợp hoặc là nó không thích hợp thì nó sẽ làm chậm cái việc mà xây dựng một cái ứng dụng. Ví dụ như trong cái XML này thì chúng ta thấy rằng tạo thực đơn là nó rất là dễ dàng, đúng không nè? Tạo thực đơn rất là hay. Những cái gì khác như thế nào? Gửi giùm tôi ý kiến để tôi biết hôm nay là tôi sẽ giảng về cái gì chứ, tôi hỗ trợ cho các anh chị cái gì chứ. Chứ hôm nay không phải rằng là tôi sẽ đi giảng nguyên cái phần support đó, nguyên cái bài project đó đâu ha. Các anh chị làm thì có khá hơn những anh chị ở trong môn phân tích thiết kế phần mềm á, tôi thấy số lượng là bài chưa có nhiều lắm nhưng mà cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, được có 7-8 người vậy đó. Thì bây giờ cần tôi giúp cái gì đó. Cần hướng dẫn cái gì, cần thắc mắc cái chuyện gì, chúng ta có 1 tuần để mà chúng ta chuẩn bị cho cái phần đó rồi mà, phải không ạ? À, chúng ta đã có nửa học kỳ trước để chúng ta làm quen với cái cách lập trình với XML rồi, phải không ạ? Ủa, không ai có ý kiến gì thêm luôn nữa hết trơn hay sao ta? Được rồi, tôi sẽ bắt đầu nha. Thì trước khi đi vào trong phần thực hành á, thì là tôi giới thiệu lại cái khung cảnh ở xung quanh trước đây chúng ta đã học cái gì rồi, bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục học cái gì nữa, phải không ạ? Tôi cho nhiều bài tập à, nhiều bài tập đâu mà nhiều bài tập. Đúng không? Có 2 bài tập à, mà những bài tập đó là tôi đã hỗ trợ sẵn hết trơn rồi, phải không ạ? Thực ra nó là 1 bài tập mà chúng ta chỉ cải tiến thôi à. Bài tập đâu mà nhiều. Thế thì là ứng dụng này là một cái ứng dụng cục bộ, cái hình ảnh nó là ở đây, phải không ạ? Chuyển qua bên đây là 3 cái tầng theo cái mô hình 3 lớp chúng ta đã học trong cái môn nhập môn công nghệ phần mềm, đó là cái phần nền tảng. Thì trên môn công nghệ phần mềm á, là chúng ta đã học cái phần hướng chức năng này, cái giao diện từ hướng chức năng, và trong môn này chúng ta là tiếp tục. Nhưng mà chúng ta làm việc trong môn nhập môn công nghệ phần mềm thì các anh chị đã học cái ADO này, phải không ạ? ADO này
Và ở trong môn này của chúng ta là chúng ta xoáy quanh rất là nhiều cái XDO. XDO này nó phục vụ trong cái hướng chức năng. Còn cái hướng đối tượng này thì tôi không dạy trong môn này. Tôi cũng đang suy nghĩ có nên dạy hay không trong học kỳ sau thôi, chứ học kỳ này chắc chắn không dạy rồi. Đó. Là tại cái môn này thì có dạy bên môn phân tích thiết kế phần mềm các bạn, nhưng mà nó dựa trên nền tảng của ADO. Rồi ở trong cái môn nhập môn công nghệ phần mềm là chúng ta cũng đã có học cái cơ sở dữ liệu. Còn ở đây là cái phần mới của chúng ta là cái tập tin XML các bạn. Nhưng mà cái XDO của chúng ta học ở đây á, là chúng ta hiểu rằng là nó có thể sử dụng được cả trên cơ sở dữ liệu, cả cái tập tin XML các bạn. Cái dữ liệu phi cấu trúc á, thì là cũng có học một phần, và trong cái phần này thì là chúng ta tiếp tục chúng ta hoàn chỉnh nó. Đó, chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh nó. Thì cho đến ở đây á, thì là toàn bộ cái phần ở trên cái cục bộ này nói chung là chúng ta đã học xong theo cái kế hoạch. Nhưng mà năm nay, riêng năm nay thôi, tôi sẽ mở rộng ra, và trong tuần sau tôi sẽ dạy đó là cái hệ thống màn hình giao diện này của chúng ta đó, thì chúng ta có thể là ở trên cái Windows Phone hay là nó ở trên web. Thì kỳ sau á, là chúng ta sẽ làm việc trên cái XDO này với là cái dạng web. Nhưng mà tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều rồi tôi mới tìm ra được một hình thức dạy để cho các anh chị, tại vì nếu mà làm đúng bài bản mà làm theo cái ASP.NET á thì nó sẽ quá cực ở trên cái giao diện đó. Thì tôi sẽ tìm ra một hình thức để mà cho các anh chị chuyển từ cái XML, chúng ta sẽ chuyển sang HTML như thế nào, từ XML chúng ta chuyển sang HTML để tạo ra những cái giao diện là như thế nào. Và còn lại thì sau khi xong cái phần cục bộ thì là chúng ta sẽ chuyển sang cái cuối cùng là chúng ta học cái mô hình là ở trên Internet. Nhưng mà chỉ là cái phần mở đầu, phải không ạ? Và trong môn thiết kế phần mềm nâng cao thì là chúng ta sẽ được nâng cao tiếp. Trong bài tập đã nộp phân tích cách nào làm tốt, cách nào làm không tốt, thì ở đây nhiệm vụ nó không phải là cái phần đó, phải không ạ? Cái phần đó là nó nằm ở trong cái phần về cái chuyện cái lý thuyết, phải không ạ? Và nó theo cái ngữ cảnh. Chúng ta học ở đây á, là chúng ta coi như có nhiều cái chọn lựa. Bài toán thiết kế là bài toán chọn lựa, phải không ạ? Thì bây giờ ví dụ như hỏi rằng là bây giờ là xây một cái nhà thì chúng ta phải thiết kế. Ở trong đó thì chúng ta có phần kiến trúc và chúng ta có phần màu sắc. Thì cái màu nào tốt hơn thì đó là mơ hồ. Nó có nhiều loại gạch, gạch nào tốt hơn đó là mơ hồ. Nó sẽ phụ thuộc vào khách hàng. Khách hàng đó là họ có tiền nhiều hay tiền ít. Khách hàng đó là thích cái chuyện gì, vân vân và vân vân. Và nó còn phụ thuộc vô cái thông số về cái chuyện cái địa hình của nơi đó là ở vùng biển hay vùng núi hay là cái gì luôn nữa. Thì chúng ta phải lưu ý một điều là không phải, mà thậm chí là đa số những cái vấn đề khi mà học càng lên cao á thì không phải có cái nào tuyệt đối hay hơn hẳn cái nào. Cái dạng giao diện cũng không có chắc là cái dạng giao diện nào hay hơn hẳn cái dạng giao diện nào. Đối với cái người sử dụng này á thì dạng giao diện này tốt, đối với người sử dụng khác dạng giao diện không tốt. Đó. Rồi cái cách mà lưu trữ và cái cách mà xử lý đó, thì cũng không có hẳn cái cách nào mà hơn hẳn hoàn toàn cách nào hết trơn. Trong cái phần mà lý thuyết, trong cái phần ghi chú của ông đó là tôi cũng có nói mà.